Ừ, đi nè. Ừ, mày đâu vậy? Cái gì vậy? À, có lấy cái đồng đèn. Thôi đi. Đẹp. Đẹp thì sao? Đi. Mua. Tiền đâu mua đi. Mua. Bây giờ sao? Đi không? Mua. Ở bây giờ hai nói bé Thư ngoan nha, bé Thư ngoan thì ông thằng Trung Thu ông mới tặng quà cho bé Thư nha, nha không? Ngoan đi, nha, đi. Thôi bây giờ anh dắt bé Thư vào trong chơi, ha. Sao đâu, nay thương mà. Thôi đi vô ngủ nha, tối còn đi bóng bồng đi. Dạ. Nãy mưa có sao không? Có biểu không? Nãy coi thế nào. Sao má? Má cái đầu mày bị khủng quá. Ngồi đó đi. Đi bồng chưa? Lúc chiều anh hai có mua bánh mì với mày nè. Giờ anh hai thích. Sao con? Để im coi. À đây. Nè, ăn đi. Nước nè. Lát ăn xong uống. Anh hai. Ăn.
Thôi ăn đi, anh hai ăn rồi. Anh hai. Cái gì? Nhà mát. Đương nhiên rồi, nhà mình mà đâu có nhà nào mát như nhà mình đâu đúng không? Nhà mình là mát nhất cái Sài Gòn rồi đó, đúng không? Nhà này đâu có nhà nào mà có hai cửa đâu. Nè, cửa trước nè, cửa sau nè. Còn có hồ bơi nữa chứ. Thấy hồ bơi không? Rồi, bé Thư ở đây ăn ngon nhau. Ở đó, hai đi tìm đâu quanh đây xem thử có cái gì không lụm. Phải ngon nha không? Ngon thì ông thằng ông Thu, ông mới cứ tặng lọc đèn cho nha không? Đúng không? Dạ. Ở đây đây. Chú ơi, cái rẻ nhất ở đây là nhiêu vậy chú? 20.000 con. 20.000. Mà bây giờ cũng còn có 16.000. Còn 16.000 bán một đôi em ơi, 20.000 mới đủ vốn. Chú cố gắng bán cho con cái này, em còn thích quá mà giờ cũng không có đủ tiền. Không được con ơi, không được con ơi, tới 20.000 chú mới bán được. Dạ. Dạ thôi, còn hai cái nè, cho em cái luôn á, về hai anh em chơi. À dạ vậy dạ, cảm ơn chú. Dạ con cảm ơn chú. Rồi, anh em chơi em thôi vui vẻ nha. Dạ dạ con cảm ơn chú, con về rồi. Dạ con chào chú. Ờ hai về nè. Hai về. Đâu rồi? Cái này nhà có ngon không? Ngoan. Nhắm mắt lại đi. Hai có cái này cho thử. Nhắm mắt. À. Thì nào nói mở mắt mới đừng mở mắt nhau. Than 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 than. Biết gì không? Đẹp. Biết gì đâu? Không. Cái này á là lồng đèn. Ông thằng Trung Thu á biết bé Thư ngoan nên là cho bé Thư đó. Bé Hoàng tặng. Hôm nay là Trung Thu nên là tối nay anh em mình không đi bóc bọc nữa, anh em mình sẽ đi chung tay chơi Trung Thu. Dạ. Chờ tí hai đốt đèn đó. Thư hát Tết, Tết Trung Thu. Thư ước đèn đi chơi. Nói gì vậy? Thư hát á. Hát cái gì? Hát. Hát cái gì nữa chị? Giữ nha. Chờ Thư. Cẩn thận nhau, nghe cháy nhau. Dạ. Rồi xong. Thôi bây giờ chúng ta đi chơi Trung Thu nào. Đây. Giờ anh em mình hát bài Tết Trung Thu nhau. Hát. Thư hát. Trung Thu rước đèn.